Bé nó lội nè quý vị khán giả ơi. Rồi con nó chết. Con nó bị gì mà con giục vậy? Chết hả? Trời ơi. Rồi con cho chú hỏi thăm nè, rồi sao mà không ở hồi mới đi học về rồi sao mà tự nhiên rồi lăn xăng rồi lội đi bắt ốc liền vậy? Hả? Chi vậy? Chi vậy nói chú nghe coi. Con gái. Con bắt ốc gì? Bắt ốc để bán kiếm tiền ha. Rồi cái xô đó là được bao nhiêu rồi đưa lên chú coi coi. Chàng ơi, chàng cái này chừng 1 kg chứ gì. Cái này có mắc mò không con hay là con đi con lụm như vậy à? Hả? Dạ có mò nữa. Vừa mò rồi vừa thấy rồi bắt luôn ha. Ê, hình như chú thấy ở đây có kìa, nó gần chìm kìa, kìa có. Đây nè, hai con quá trời bự luôn kìa. Nó gặp động nước là nó chìm rồi. Đó, 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 ngay chỗ cây con muốn đằng này là đi tới 2 bước nữa. 2 bước nữa. Ồ quá trời bự luôn rồi. Tới nữa. Chú mới thấy nó hai con nó ngay đó đó. Tới nữa. Con thấy cái cỏ không? Con thấy cây cỏ này không? Cây cỏ trước mặt con nè. Đó. Trước mặt cây chỗ con muốn đó. Ừ, mò xuống đó đó, nó mới chìm ngay đó đó. Chú mới thấy nó chìm ngay đó đó. Thấy không? Ừ, ngay đó đó, rồi chìm xuống, nó chìm dưới đó đó. Có không? Ủa, chú mới thấy sọt bự lắm mà. Hai con bự lắm. Nó chìm nó treo chỗ khác. Ừ, đừng con. À, Quyền Trân. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. Chú thì được biết là con, cha con là bỏ con từ hồi lúc mà thở bé đó con. Là không hề thăm con, cũng như là không hề cho con một bịch sữa và một bộ quần áo nào hết á. Rồi cái lúc đó đó, con cảm thấy như thế nào con? Dạ, cảm thấy buồn. Nhưng mà con suy nghĩ về điều gì mà con lại buồn? Dạ, suy nghĩ là không hiểu sao cha con lại bỏ con. Con không hiểu à? Dạ. Con có khi nào con tự hỏi lòng con là vì sao mà cha con bỏ con không? Dạ có. Con lúc đó con suy nghĩ như thế nào đó con nói cho chú nghe đi. Dạ con không hiểu sao là cha lại bỏ con vậy. Nếu như mà một ngày nào đó đó con gặp được cha con á thì điều đầu tiên nhất á con sẽ làm là gì? Dạ, cũng như con đã nói rồi, con chỉ còn muốn hỏi cha là tại sao cha lại bỏ con thôi. Con biết mấy bạn có cha rồi, mình có mẹ, mình cũng phải cố gắng lên. Trong lớp con cũng có bạn mồ côi, không có cha, có mẹ nữa. Người ta còn tệ hơn mình nữa. Chàng ơi, có nữa hả con? Dạ. Rồi lúc đó con sao? Dạ. Lúc đó là con thấy mấy bạn cũng khổ như mình như vậy đó, rồi con sao? Dạ, con cũng thấy tội bạn. Rồi con suy nghĩ về điều gì? Dạ, con biết là bạn không có cha, không có mẹ rồi mà mình cũng phải cố gắng lên thôi, mình còn đỡ hơn bạn một chút. Con đỡ hơn là vì sao mà con đỡ hơn? Dạ, vì bạn không có cha, không có mẹ, mình có mẹ dạy dỗ mình. Chàng... Dạ, mấy anh em của Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì mấy anh em của Ngôn có quay lại thăm cô bé mà một cô cha lội ruộng đi bắt ốc quý vị khán giả. Thì hiện tại thì cũng đã có mặt tại nhà của cháu nó rồi. Bây giờ thì Ngôn xin mời quý vị khán giả cùng vào thăm cháu nó nha. Dạ. Chị ơi, có nhà không chị? Đang làm gì đó chị? Dạ, mấy anh em mới xuống rồi chị ơi. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, rồi cháu nó đâu rồi? Nó mới ăn cơm rồi, nó đi ra mì vườn nó bắt ốc rồi. Nó ăn cơm rồi, đi học rồi, về ăn cơm rồi, nó mới xách cái xô đi bắt.
đi bắt ốc hả chị? Dạ. Là xa không? Gần vòng vòng mấy clip về nhà sát hai vườn. Là sau hè ha? Sau hè. Chàng ơi mới vừa đi học về hay sao chị? Mới vừa đi học về nghe là sắp xuống đi bắt ốc. Chàng ơi. Rồi bữa nay sao em không thấy chị đương lục bình? Hết hàng à. Hả? Hàng nó hết rồi. Nhưng ta ấy hết hàng á. Hết hàng rồi ha. Dạ. Rồi như vậy rồi làm sao mà mình có tiền để mà sống qua ngày? Thất nghiệp hôm nay hết hàng, thất nghiệp mấy bữa nè. Lâu chưa chị? 5-6 ngày à. 5-6 ngày rồi ha. Hàng ơi, thưa vị khán giả, thì đây là nhà của cháu bé nè quý khán giả. Là tất cả là không còn cái gì nữa chứ quý khán giả ơi. Lá đầu là mục gách hết trơn luôn rồi. Và nói chung bữa nay chị biết sao không? Mấy anh em xuống thăm chị với cháu nữa nè. Dạ. Là cũng có phần viên của Quý Mạnh Thường Quân á. Dạ. Gửi tặng cho mấy hai mẹ con. Dạ. Bây giờ là mấy em cần gặp cháu á. Là cái đường lội ra ngoài sau này ha. Dạ. Thôi bây giờ vậy đi. Để mấy anh em á lội ra ngoài kiếm con bé nó coi. Dạ. Dạ dạ. Dạ chị đợi em xíu nha. Dạ, dạ thưa vị khán giả. Hiện tại thì Ngôn cũng đã ra đến sau hè. Cũng như là khu vườn mà cháu đang mò ốc cũng như là đi bắt ốc ở đây. Dạ rồi, bây giờ thì Ngôn xin mời quý vị khán giả cùng với Ngôn đi vào để mà tìm cháu nữa nha. Dạ. Hàng ơi, thưa quý vị khán giả, cái khu vườn rất là rộng luôn. Và nhìn thì cây cối đồ khá là tùm luôn. Nhưng mà cháu nó cũng khá là dạng luôn mà dám dám đi vô đây để mà kiếm ốc luôn quý vị khán giả ơi. Dạ rồi, thôi bây giờ thì Ngôn xin mời quý vị khán giả mình cùng tiếp tục. Bé nó lội nè quý vị khán giả ơi. Rồi con nó chết. Con đó bị gì mà con giục vậy? Chết hả? Hàng ơi. Rồi con cho chú hỏi thăm nè. Rồi sao mà không ở mới đi học về rồi sao mà tự nhiên rồi lăn xăng rồi lội đi bắt ốc liền vậy? Hả? Chi vậy? Chi vậy? Nói chú nghe coi. Con gái. Con bắt ốc gì? Bắt ốc để bán kiếm tiền ha. Rồi cái xô đó được bao nhiêu rồi đưa lên chú coi coi. Hàng ơi chàng, cái này chừng 1 kg chứ gì. Cái này có mắc mò không con, hay là con đi con lụm như vậy à? Hả? Dạ có mò nữa. Vừa mò rồi vừa thấy rồi bắt luôn ha. Ê, hình như chú thấy ở đây có rồi. Nó gần chìm rồi kìa, kìa có. Đây nè, hai con quá trời bự luôn kìa. Nó gặp động nước là nó chìm rồi. Đó, ngay chỗ cây con muốn đằng này là đi tới 2 bước nữa. 2 bước nữa. Ồ, quá trời bự luôn rồi. Tới nữa. Chú mới thấy nó hai con nó ngay đó. Tới nữa. Con thấy cái cỏ không? Con thấy cây cỏ này không? Cây cỏ trước mặt con nè. Đó. Trước mặt cây chỗ con muốn đó. Ừ, mò xuống đó đó, nó mới chìm ngay đó. Chú mới thấy nó chìm ngay đó. Thấy không? Ừ, ngay đó, rồi chìm xuống, nó chìm dưới đó. Có không? Ủa, chú mới thấy sọt bự lắm mà. Hai con bự lắm. Nó chìm nó treo chỗ khác. Ừ, đừng con. Chàng ơi, chàng khổ thân con bé không? Hồi chú thấy cực quá con gái. Là bình thường là con lội đi là ướt mình như vậy luôn á hả? Chàng ơi chàng. Như cũng đã quen rồi ha. Ngày nào cũng đi bắt hết. Rồi con gái cho chú hỏi thăm nè. Khi mà con lội như vậy đó sao chú thấy vắng que con không sợ sao? Sao con gan dữ vậy?
ốc nhỏ nó bán được không con? Ốc nhỏ nó thả đi con, nè đây có con bự nè con, nó nằm trong cái bộ lá nè. Con bự lắm luôn á. Người con không sợ cái kia hả? Dạ. Không sợ con đó hả? Sợ không? Dạ thì cái con đó thì buổi tối con mới sợ. Này con gái. Buổi tối con mới sợ nha. Nằm cho lá mít kìa, cho trái mít bự đó, con gái đó nằm trong lá. Ừ, cái mương gì mà sao mà thấy quá trời ốc bu đen vậy ta? Ừ. Ở cái này là mương nuôi chắc hay sao con? Cái tấm lá này, chỗ cái lá đó con. Những cái lá màu vàng vàng đang nổi đó, kế trái mít đó. Chơi lá kia. Ra, lá kế trái mít luôn. Kế trái mít đó. Quá bự luôn. Chàng ơi. Cái này là của mương này là vườn này là của ai con? Vườn của bà ngoại con hả? Rồi ốc bu đen này là nuôi hay sao mà sao chú thấy con đi dài dài là có ốc bu đen nhiều quá vậy? Dạ, con, cái này nó có tự nhiên. Có tự nhiên hả con? Dạ. Ừ. Một ký như vậy là chút nữa là con đem về con bán là được bao nhiêu? Dạ, hai mươi mấy gần 30 ngàn ha. Hàng ơi là đủ tiền đi học được mấy bữa? Dạ. Mấy bữa? Cả một tuần luôn. Ngày học 5 ngàn hả? Hàng ơi. Thôi, chú thấy con bắt cực quá à. Gì nè, con đi lên đi rồi đi vô nhà với mấy chú nè. Bữa nay á, có Quý Mạnh Thường Quân á, nhờ chú xuống trao duyên cho con nè. Đi lên con ơi, lên. Được không? Đây, đưa xô cho chú. Chàng ơi, cái này cũng ký mấy nè quý vị khán giả ơi. Bắt mới có chút gì đó hầm hầm sao mà tiếng măng mà sao ký mấy luôn nè. Lên nắm tay chút. Cưng không? Trời ơi con gái quá giỏi luôn, không mình đi vô nhà con ơi. Là bình thường như vậy là con loại đi bắt như vậy rồi chừng nào con mới đi vô đi học? Rồi bộ còn tiếc hay gì mà còn dòm dòm ở dưới nữa vậy cô nương? Còn tiếc hay gì? Tiếc hay gì mà đi rồi còn dòm nữa vậy cô nương? Thôi đi vô con ơi, chút nữa chú cho tiền con mua ốc. Quyền Trăng, con cho chú hỏi thăm nè. Hàng ngày á, là con phải lặn lội đi bắt ốc như vậy á. Nhưng mà mẹ có kêu không hay là tự nguyện con đi? Dạ, tự đi. Con tự đi hả? Dạ. Nhưng mà sao mà chú thấy con á vừa đi học về bộ không mệt sao mà còn lội đi bắt ốc nữa? Dạ. Thiệt không hay là gán? Có khi nào con mệt không? Dạ. Thiệt không? Không lẽ con lội chú thấy á, cái đường chú lội ra kiếm con á mà còn mệt nữa, mà không lẽ con lội đi mà con vừa đi mà con vừa tìm ốc nữa mà không mệt sao? Dạ. Con cho mấy chú hỏi thăm nè. Con suy nghĩ về điều gì á mà tự nhiên á là con xiên con đi bắt ốc dữ vậy? Con suy nghĩ về điều gì? Điều gì mà đã làm cho con phải lặn lội đi bắt ốc mỗi ngày vậy? Dạ. Con kiếm tiền để làm gì? Dạ, kiếm tiền để ăn hàng ngày đi học. Kiếm tiền để ăn hàng ngày đi học ha. Dạ. Nhưng mà mẹ không có hay sao? Dạ không phải, đem mẹ con để dành. Chi vậy con? Dạ nếu có cần gì xài thì xài. Giống như là con không dám xài tiền của mẹ. Dạ. Để cho mẹ để dành những lúc mà dạng như là mẹ có trái gió trở trời rồi đó thì lấy tiền để dùng hả con? Dạ. Chàng ơi tội nghiệp con quá gì. Quyền Trân. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. Chú thì được biết là con, cha con là bỏ con từ hồi lúc mà thở bé đó con. Là không hề thăm con, cũng như là không hề cho con một bịch sữa và một bộ quần áo nào hết á. Rồi cái lúc đó đó, con cảm thấy như thế nào con? Dạ, em thấy buồn. Nhưng mà con suy nghĩ về điều gì mà con lại buồn? Dạ, suy nghĩ là không hiểu sao cha con lại bỏ con. Con không hiểu à? Dạ. Con có khi nào con tự hỏi lòng con là vì sao mà cha con bỏ con không? Dạ có.
Con lúc đó con suy nghĩ như thế nào rồi con nói cho chú nghe đi. Dạ con không hiểu sao là cha lại bỏ con vậy. Không biết ha, con nghe. Dạ. Nếu như mà một ngày nào đó đó con gặp được cha con á thì điều đầu tiên nhất á con sẽ làm là gì? Dạ cũng như con đã nói rồi, con chỉ còn muốn hỏi cha là tại sao cha lại bỏ con thôi. Chàng ơi, thú vị khán giả, rất là tội nghiệp cho, rất là thương cho Quyền Trân luôn thú vị khán giả. Một cháu bé rất là trẻ và ngây thơ, không biết cái lý do cũng như là cái nguyên nhân vì sao mà người cha ruột của mình lại bỏ rơi mình, không giống như là không hề lo lắng hoặc là gửi gắm một thứ gì cho con gái của mình thú vị khán giả. Khi mà con không có cha như vậy đó, rồi con có ước mơ gì không? Dạ có. Con ước mơ điều gì Quyền Trân? Dạ con ước mơ con có thể gặp lại cha một lần. Nhưng mà cha con á là người đã vô tâm á, bỏ rơi mẹ con á, những ngày tháng mà mẹ con mang nặng đẻ đau con đó thì cha con lại không có bên cạnh. Rồi sau đó những ngày tháng cơ cực á, mẹ con phải một mình á, là một người phụ nữ á, phải gồng gánh lặn lội mưu sinh để kiếm tiền lo cho con á, mà trong khi đó cha con không có hề giúp đỡ gì hết trơn á. Rồi vì sao con lại ước mơ được gặp cha con một lần? Dạ con muốn nói với cha một điều thôi. Con nói điều gì con gái? Dạ con muốn nói với cha là tại sao cha lại bỏ mẹ con như vậy. Con buồn ha. Dạ. Lúc mà đến trường á con, rồi con gặp bạn bè á, mà những người bạn mà có cha có mẹ đó con, đầy đủ đó, rồi lúc đó trong lòng con cảm thấy như thế nào con? Dạ lúc đó con cảm thấy bình thường thôi, chứ con biết mấy bạn có cha rồi, mình có mẹ mình cũng phải cố gắng lên. Trong lớp con cũng có bạn mà coi không có cha có mẹ nữa, người ta còn tệ hơn mình nữa. Chàng ơi, có nữa hả con? Dạ. Rồi lúc đó con sao? Dạ lúc đó là con thấy mấy bạn á cũng khổ như mình như vậy đó, rồi con sao? Dạ con cũng thấy tội bạn. Rồi con suy nghĩ về điều gì? Dạ con biết là bạn không có cha không có mẹ rồi, mà mình cũng phải cố gắng lên thôi, mình còn đỡ hơn bạn một chút. Con đỡ hơn là vì sao mà con đỡ hơn? Dạ vì bạn không có cha không có mẹ, mình có mẹ dạy dỗ mình. Chàng ơi chàng, có nghĩa là con cảm thấy là con còn khá cũng như là tốt hơn bạn của con là vì con còn có được người mẹ. Dạ. Những lúc mà mẹ con bệnh á, rồi giống như là chỉ một thân một mình thôi đó, tại vì con còn quá nhỏ đó, rồi phải chống chọi với căn bệnh đó con, lúc đó con nhìn thấy cảnh đó thì con như thế nào? Dạ con thấy buồn. Dạ con trách cha vì đã bỏ mẹ con, mẹ con mới ra cảnh như vậy. Chú rất là thương con luôn. Thật sự mấy chú cũng như là cô nè đến thăm con á thì rất là thương con. Thương con ở giống như là con biết nghèo, tuy gần gia đình nghèo, mẹ khó khăn, nhưng mà con biết là tự lực, con đi mò từng con ốc để mà kiếm tiền phụ giúp cho mẹ đỡ phần nào cơ cực á. Thì thật sự là mấy chú rất là thương con luôn. Năm nay là con đúng tuổi của con là con được bao nhiêu? Dạ 11. 11 tuổi ha. Mới 11 tuổi thôi mà con đã biết suy nghĩ là lo cho mẹ ha. Chú thấy á, con không cần phải đi bắt ốc á cũng được mà sao con không vậy? Dạ. Sao vậy con? Tại con muốn kiếm tiền chứ con bắt cái này quen. Con muốn kiếm tiền ha. Dạ. Ngoài bắt ốc ra thì con còn làm được điều gì nữa? Dạ con nấu cơm, nấu nước cho mẹ con. Rồi bắt con ốc thì con còn biết bắt gì nữa không? Dạ bắt cá. Con bắt cá được nữa hả?
Dạ. Là mỗi lần con đi bắt cá là như thế nào? Dạ, con cầm cái gỗ, con xúc, chỗ có khi dính, có khi không. Là cá lê thia hay gì con? Dạ, không phải, cá sặc đó. À, có nghĩa là con đi xúc cá sặc nha. Dạ. Về đang ăn cơm hay sao? Dạ. Chứ không phải bán hả con? Dạ. Có bắt được cá bự không? Dạ, ít. Ít nha. Ừ, gái, à, chú thấy là con phải sống cùng với mẹ con trong một cái ngôi nhà mà coi như là gách hết trơn luôn rồi. Gách rồi coi như là gách nát luôn đó. Rồi nhiều đêm con có buồn không con? Dạ có. Khi mà đêm xuống là con suy nghĩ về điều gì? Dạ con không hiểu sao là hoàn cảnh con lại về. Rồi con không hiểu sao về hoàn cảnh con lại về hả? Cái lúc đó là con suy nghĩ như vậy rồi. Rồi con có ước mơ gì không? Dạ có. Con ước mơ như thế nào? Dạ con ước mơ có mái nhà. Có mái nhà ha. Dạ. Thì nói chung á, ngày hôm nay á, chú nè, thì bữa trước cũng có cô đến thăm con rồi ha. Thì cũng đã quyết định là cất ngôi nhà trị giá trên 100 triệu cho con. Dạ. Thì ngoài ra chú cũng có mang theo phần duyên. Thì trong ngày hôm nay á, chú nghĩ rằng á, cái phần duyên mà mấy chú á, trao đến cho con với mẹ con á, sẽ giúp cho con á, vượt qua được cái khó khăn á. Dạ. Nhưng mà khi mà được giúp đỡ rồi con còn đi bắt ốc. Con còn đi bắt ốc nữa không? Dạ còn. Vì sao vậy? Dạ tại con bắt ốc quen mà. Con muốn đi bắt gì vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà nghỉ ở nhà được không? Chứ chú thấy con nó sót chịu không nổi đó. Chẳng đi bắt hả con? Dạ. Rồi sao không dùng tiền của Mạnh Thường Quân? Dạ. Sao vậy? Dạ anh để dành. Sao chú liên tục nghe con nói là con muốn để dành tiền á? Dạ. Để dành tiền nhiều để làm gì? Dạ để nó có gì mẹ con á, có bị gì á thì con có thể cái tiền mua thuốc cho mẹ con uống được. À, là con chừa đó để dạ. Giống như là trái gió trở trời thì mua thuốc cho mẹ với con ha. Dạ. Sao con không ước mơ có cái tivi? Dạ thôi. Rồi xe đạp điện nữa. Sao vậy? Dạ con không có muốn tivi tại coi tivi á nó không có tốt cho sức khỏe cho lắm. Nhưng mà con buồn không? Bạn bè con ai cũng có tivi nè, ai cũng có xe đạp hết trơn á, rồi con không có, con buồn không? Dạ. Chàng ơi. Quyền Trăng ơi, con cho chú hỏi thăm nè. Dạ. Con là giống như là cha con á, là không có ở bên cạnh con từ hồi bé tới giờ á. Nhưng mà chú không biết rằng á, có khi nào mà trong giấc mơ á, là con mơ gặp cha con không? Dạ có. Giấc mơ đó như thế nào đâu, dạ, con kể cho chú giấc mơ nha. Con được ôm cha. Con được ôm cha luôn hả? Dạ. Nhưng mà con gặp cha con rồi, hồi đó tới giờ con có biết mặt cha con không? Dạ. Rồi trong giấc mơ đó, cái gương mặt của cha con như thế nào? Dạ, hôm kia con mới nhìn thấy cái ở tấm hình cưới của mẹ con với cha con á, rồi cái mặt nó cũng hơi giống giống tấm hình cưới. Mà con biết không có biết là ở ngoài đời nó có giống như vậy không? À, có nghĩa là con chỉ nhìn qua là tấm hình cưới của mẹ và cha con. Dạ. Rồi con trong giấc mơ là con mơ gặp được cha luôn. Nhưng mà đặc biệt nhất là con được ôm cha con luôn hả? Dạ. Rồi trong giấc mơ đó con với cha con có nói điều gì không? Dạ không. Không nói được câu nào luôn hả con? Dạ tại lúc đó là con đang ngủ á, xong cái con mơ thấy cha. Rồi cái lúc mà con nói gì á thì con không nhớ, lúc đó con thức luôn á. Lúc đó tự nhiên con giật mình, con thức dậy. Giống như là con ao ước được trò chuyện cùng với cha con, đến nỗi mà con mơ thấy luôn. Nhưng mà thật sự là cái cuộc trò chuyện đó là con không biết là trò chuyện về cái điều gì luôn. Dạ. Chàng ơi, tội nghiệp quá. Rồi sau khi thức giấc lại á,
hoàn toàn là đó chỉ là giấc mơ đó con. Rồi con có khóc không? Không nha. Con cho chú hỏi thăm nè. Điều ước mà lớn nhất trong cuộc đời của con á, ngoài là sửa lại ngôi nhà á, vì sửa lại ngôi nhà á, thì chú cùng với mấy cô rồi đó thì cũng đã giúp cho con á thực hiện được ước mơ rồi. Ngoài cái ước mơ đó ra thì con ước mơ điều gì? Dạ con muốn mẹ con mạnh khỏe, sống với con dài lâu. Ước mơ là được sống cùng mẹ dài lâu ha. Từ trước tới giờ có bao giờ con thấy mẹ con ngồi khóc chưa? Dạ có. Là bữa đó như thế nào con? Dạ bữa đó con thấy lúc đó thường thường á là mẹ con ngồi vòng vòng đây nè, mẹ con chơi với con. Cái xong á tự nhiên mẹ con đang chơi á, mẹ vô phòng. Con vô phòng con tưởng mẹ con lấy cái gì. Cái xong hồi á con vô phòng với mẹ thấy mẹ ngồi trong góc mẹ khóc á. Rồi con có lại giống như là an ủi mẹ con không? Dạ có. Khi lại á thì mẹ con nói điều gì? Dạ mẹ con không nói gì hết trơn. Chàng ơi, có khi nào mẹ con nhớ cha con không? Dạ con không biết. Chú nghĩ rằng chắc cũng có một cái tình cảm nào đó, nhưng mà do mẹ con không dám nói cho con nghe đó. Dạ. Có thể là mẹ con nhớ cha con. Dạ. Có khi nào do cuộc sống mà khổ cực khó khăn quá, rồi mẹ con thấy lo cho con không được á, rồi mẹ con khóc không? Dạ con chắc có. Bình thường con có đòi mua những gì không? Dạ không. Mẹ con mua cái gì thì con ăn cái nấy thôi. Cái gì con cũng chịu hết trơn. Dạ. Có bữa nào mà hai mẹ con hết gạo luôn không con? Dạ có. Rồi lúc đó thì sao? Dạ lên ngoại mượn. Nhưng mà mượn thì cũng phải trả chứ. Rồi làm sao có tiền trả? Dạ để dành đồ, rồi cô cũng có khi có người khác vòng vòng sớm cho. Người ta cho mình á? Dạ. Thí dụ như con mượn gạo đi, rồi đồ ăn thì sao? Dạ đồ ăn thì mình có thể kiếm được, kiểu như mình có thể ăn rau này ăn kia rồi. Là ra giường bẻ rau ăn luôn? Dạ. Là không cần ăn cá thịt gì hết? Dạ. Rất là tội nghiệp con luôn. Chị cho em hỏi thăm nè. Bé Quyền Trăng á thì tối ngày cứ là lội đi bắt ốc như vậy đó chị, những cái lúc rảnh đó chị, sao chị không khuyên con bé ở nhà lo học bài để mà đi học chị? Trong lớp nó học, nó học rồi cho nên nó mẹ bắt ốc kiếm thêm đỡ, rồi con học ước mơ của con đó, làm công an, học gom số tiền đó để dành cho con ước mơ con thành sự thật đó. Rồi nó gom lại nó mấy chú rồi quay này cho tiền, rồi con gom con kiếm thêm đó, con ước mơ con học làm công an. Thấy con thấy cố gắng là không muốn học làm công an hả con? Là ước mơ của nó là nó kiếm tiền thêm, nó về để dành số tiền đó để dành ước mơ nó học tới đây tới chốn, là nó ước mơ nó gì nó nói vậy. Hèn suy nghĩ là nó kiếm thêm nó cho tiền thôi, mấy cô mấy chú cho tiền con, mạnh quân cho tiền con nghĩ đi bắt ốc, nghĩ đi bắt ốc rồi nữa thời gian số tiền này xài hết rồi, nó ước mơ con còn học dài càng ngày càng lên càng nhiều tiền. Chàng ơi, con bé mới có 11 tuổi thôi mà biết lo cho tương lai như vậy luôn. Cũng khá là giỏi ha chị ha. Dạ. Là bình thường là cháu nó ở nhà ngoan không chị? Có lúc thì nó cũng nó động la nó liền chút xíu la nó cái là nó nghe lại hả? La. Có không con? Có lúc cũng con quậy gì vậy? Con quậy gì mẹ la? Con làm gì? Không nghe lời hay sao? Dạ không phải. Hay là vô lớp quậy trong lớp? Chơi giỡn như đó, kêu nó la nó đừng chạy xe, rồi trời nắng nó giỡn chút xíu chạy lấy xe giúp xe chạy vòng vòng vậy la chút xíu cái thôi, không cho thì chạy vô. Cái đó cũng xe, đâu cũng đâu có gì đâu chị, cho nó bé nó chạy xe tới lui giống như tập thể dục thôi, đi ra lộ rồi tới giờ người ta cao điểm ta về để làm gì á, mấy thằng chạy ẩu á. Chị sợ ha? Ra lộ chạy ẩu á, cút chạy ẩu á.
lúc giờ cao điểm ta đi về đó, sợ. Chị cho em hỏi thăm nè, hồi nãy cháu có nói á, lâu lâu á, là nhìn thấy chị á, ngồi ở ngoài trước nè, rồi tự chị ngồi chị khóc mình lên đó, là vì sao mà chị buồn chị khóc vậy? Nhức đầu á, nghiêm son nó hay nhức đầu á, rồi cái rớt nước mắt sống á, rồi nó thấy rồi nó khóc. Nghiêm son hồi lúc mới sanh á, 4 tháng thì nghiêm son đó, rồi sao chị không mua thuốc uống? Uống thuốc thời gian, bác sĩ nói uống, uống thì nó hết thời gian, cái này bệnh này là chết đêm theo đâu có hết. Uống thuốc hoài, cứ ngày nào cũng uống cho nghiêm, nó nhức, nó nắng quá thì nó nhức, lạnh quá thì nó cũng nhức. Đau quá rồi đến khóc luôn hả chị? Nó nhức quá trời, hồi cái nó bớt rồi, cái rớt nó mất sống rồi, thấy nó khóc quá. Cái viêm son đó là nó nhức đó. Đau nhiều lắm hả chị? Đau nhiều, giờ uống thuốc không à, em lãnh đồng y muốn đó, là lúc cho họ nghèo là đi 10 bữa đi uống, đi xuống dưới bệnh viện lãnh thuốc chịu. Là cái căn bệnh này là theo chị bao nhiêu năm rồi? Hồi lúc bé mới, em sanh bé 4 tháng rồi em bị đó. 11 năm rồi dạ. Mà uống thuốc là không hết luôn. Dạ hết, bác sĩ nói cái này chết đêm theo đâu có hết. Chị hết thời gian cũng trở lại nữa, không có. Chàng ơi là chị không dám cho con bé biết chị đau. Tại rồi chị ngồi chị khóc ên luôn à. Khóc mà nhức quá, khóc uống thử thì mua cái dầu gió thâm diệp đó, thử thì thử vô chút cái nó bớt. Thử suốt dầu gió thâm diệp là thử suốt. Đêm theo lúc nào cũng có chai dầu gió thâm diệp trong mình chứ. Là cái trường hợp viêm son hình như em nhớ là chị được mà ta. Chị thời gian cái mình ăn cái gì phong, như em ăn thịt gà thì mà gà đồng gà nuôi là ăn lại là nó bị lại. Khoảng năm tao dám ăn thịt gà. Coi như là kỵ ha, kỵ những cái đậu mũ ha. Ăn vô cái là bị nó nhức lại. Thịt gà là khoảng năm thôi em đâu dám ăn. Chàng ơi con gái, mẹ con nói rồi đó, con biết là mẹ con đau mà không cho con hay đó. Chàng ơi, rồi sao chị không nói với con bé, để con bé còn chạy đi kiếm thuốc đồ cho chị uống đặng đỡ nhất. Chứ chị uống đang nhức, rồi sao nhức mà... Rồi, cái nhức rồi, cái ra nước mắt sống đó, em lấy cái chai dầu em thử lại, cái này hồi từ từ nó bớt, cái bệnh này đâu hết. Đi, cỡ nào đi, nó nói thời gian, nó hết thời gian, phải mình uống thuốc hoài hàng ngày, chừng nào chết, bệnh này chết, đem theo chứ đâu hết, không có chị gì hết. Cái khi mà chị chở con bé nè, Quyền Trân nè, đi học đồ đó chị, rồi có ai mà hỏi cha cháu nó không chị? Dạ không, hồi lúc em nói em không có duyên nợ, người ta có bầu về 3 tháng hỏi làm sao, lý do làm sao nói hết duyên rồi về bên mẹ sống rồi thôi, tới giờ ai ít có ai hỏi. Thấy người ta còn cho mấy đứa trong bán chổng nó thấy đi xin này xin kia đó, người ta có cho gạo thì nó xin gạo, nó thấy con bé này nè rồi nó cho, vậy ăn cho không ai hỏi gì hết. Cái lúc mà hết gạo đi mượn là như thế nào chị? Mượn bà ngoại thì có lúc bà cho, có lúc thì bà ngoại cho, lúc rồi cũng cho hoài gì. Hết gạo, nó út bà cho hết gạo, mượn cái tiếng mượn chứ ngoại cho nhiều. Chàng ơi chàng. Tiếng cho mượn nên chả mượn chứ ngoại cho không. Rồi. Nó đâu có trả đâu bà ngoại đâu. Gạo thì mình đi mượn được, còn đồ ăn? Đồ ăn thì hai mẹ con có hai gheo rồi chấm nước mắm đồ ăn, rồi con bé này thì nó ăn, như anh mua cho nó 50.000 cá thịt hay gì nó ăn mấy ngày, nên nó ăn hai ba ngày mới hết 50.000. Còn chị thì chị ăn gạo, chị không dám ăn thịt, ăn nước cái rồi ăn chấm rồi hai gheo, em ăn tương là thường. Chàng ơi, đó là hồi lúc trời ăn tương là thường, có nghĩa là chị có tiền bao nhiêu thì chị mua đồ ăn. Dạ, rồi để con. Dành cho con ăn. Dạ. Còn chị là chỉ chấm mấy cái nước kho đó thôi. Dạ. Như em ăn tương hồi đó em giái đó, lúc có bầu em giái đó 4 tháng rồi em ăn, có khi tháng em ăn một mấy ngày, khi ăn hết tháng cũng chừng. Em ăn tương thấy tâm hồn như đâu, nó nhẹ bổng gì đâu, thấy như mần như mạnh giỏi, ăn mặn vô cái như cái bệnh nó gì đó. Là em ăn tương là thường nhiều. Dạ, người hàng gì em thấy chị khá là yếu luôn á. Tương là nhiều nhất, con tương là nhiều, hay gheo cái chấm nước tương ăn là nhiều nhất. Quyền Trân con nghe chưa Quyền Trân? Mẹ không dám ăn để dành cho con ăn đó con. Mẹ là chỉ chấm nước mà kho thịt đồ đó, là mẹ chỉ chấm nước đó để ăn thôi đó con. Chàng ơi gắng học giỏi như con gái. Thưa quý vị khán giả, thật sự là Ngôn không kìm được nước mắt á khi mà nghe mẹ cháu tâm sự quý vị khán giả.
Hiền ơi, là cái cảnh này là mình chịu đựng 11 năm, hơn 11 năm hả chị? Dạ, mình đồ ha, có lúc hạt điều thì mình có tiền thì nó hơi nhiều hơn thùng này. Hạt điều thì ngày 70 ngàn, 80 ngàn có. À, cái thùng này có ngày có 30 ngàn. Hạt điều mình chừng 10 bữa, nghỉ chừng cả tháng mới có lại. Cũng có phải có tiền, phải mình hạt điều hoài thì có tiền. Hai mẹ con bé này nó mần, nó gọt cũng được. Hai mẹ con mận ngày 70 ngàn, 80 ngàn có tiền hạt điều nha. Cái thùng này có 30 ngàn, hai mẹ con. Thùng thì nó không bằng tiền nhiều bằng hạt điều. Chị biết sao không? Thật sự á, khi mà mấy anh em á phát hiện được hoàn cảnh của chị á, dạ, thì sau khi mà nghe chị trò chuyện cũng như là tâm sự á, cũng như là trò chuyện cùng với cháu Quyền Trăng nè, mới biết được có những cái khó khăn á, những cái nỗi đau mà chị đã chịu đựng trên mười mấy năm nay á. Thật sự là em cùng với quý khán giả á, rất là thương cho gia đình mình luôn. Nói chung á, thì ngày hôm nay á, tin vui thì cũng đã đến với chị rồi. Nói chung là mình cũng sắp sửa là có được một ngôi nhà trị giá là trên 100 triệu. Thì điều đó là chị cũng đã biết rồi ha. Ngoài ra thì trong ngày hôm nay á, em có mang theo một số viên của quý Mạnh Thường Quân á, gửi tặng đến gia đình mình á, để mà chị có thể giữ đó trong những lúc cần thiết á, thì sử dụng nha. Đầu tiên á, thì có một quý Mạnh Thường Quân là anh Vũ Nguyễn. Anh Vũ Nguyễn sẽ gửi tặng cho gia đình mình á, là 10 triệu. 10 triệu hả chị ha? Kế tiếp á, là có thêm á, một người chị Mạnh Thường Quân, nhưng mà chị xin được giấu tên, thì có gửi cho gia đình mình thêm á, là 100 đô thì được 2 triệu 300 ngàn tiền Việt. Là của một người chị xin được giấu tên nha chị nha. Kế tiếp á, là có thêm á, là 4 triệu nữa là của vợ chồng của cô chú Danny, nhưng mà vợ chồng của cô chú á, có một cái tên khác nữa, do em liên lạc em gọi lại á, không được á. Cho nên là em chỉ biết là của vợ chồng cô chú Danny thôi. Gửi tặng cho chị cùng với cháu nè, thêm 4 triệu nữa. Thì trong ngày hôm nay á, ngoài cái việc á, là sẽ sắp tới đây nè, là sẽ tiến hành á, cất ngôi nhà lại cho chị á, chỉ giá trên 100 triệu á, thì sẽ có thêm cái số tiền á, là của quý Mạnh Thường Quân gửi tặng thêm cho chị á, là em vừa đọc tên đó, là tổng số tiền là được 16 triệu 300 ngàn. Bây giờ em sẽ trao cho gia đình mình ha. Con đại diện mẹ ha, nhận số tiền nha. 1 triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 triệu 300 ngàn. Con có lời gì muốn gửi đến quý Mạnh Thường Quân không? Dạ, con cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho hai mẹ con. Chị có lời gì muốn gửi đến quý Mạnh Thường Quân không chị? Con cảm ơn mấy cô, mấy chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ hai mẹ con. Con hoàn cảnh khó khăn gì, rất cảm ơn thằng khó chịu. Chị muốn khóc luôn rồi, thưa quý vị khán giả. Mừng lắm hả chị? Dạ, số tiền. Số tiền trên 100 triệu cất nhà, cộng với số tiền này á, là chị hồi đó giờ chị dám ước mơ không? Dạ không dám. Vì dễ gì mẹ con đâu có dám ước mơ. Cái này là sự thật mà mừng rất 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 là mừng, xúc động đủ đủ thứ hết. Nói không ra lời. Trời ơi, thưa quý vị khán giả, một số tiền rất là lớn luôn quý vị khán giả ơi. Đối với hai mẹ con á, số tiền trên 100 triệu để cất nhà, kèm theo là thêm số tiền quý Mạnh Thường Quân gửi thêm nữa, hai mẹ con rất là mừng luôn thưa quý khán giả. Thì thôi chị ơi, trước mắt á,
thì chị trích ra một ít tiền ha. Chị mua thuốc để mà chữa giống như là cái căn bệnh viêm son của mình nha. Chứ chị đừng có để cho nó giống như mỗi một ngày đi xuống á, thì cái lúc trở nặng á là rất là khó điều trị. Ha, cái điều đó là trước tiên nha chị nha. Rồi sau này á, chị gìn giữ cái số tiền á để mà lo cho cháu Quyền Trăng á được đi học cũng như là được như thực hiện được cái ước mơ của cháu đó nha chị nha. Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa mấy anh em của Ngôn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, quý vị khán giả đã thương và đồng hành cùng mấy anh em hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ nghèo, những hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Thì một lần nữa Ngôn xin thay mặt mấy anh em cũng như là gia đình gửi lời cảm ơn chân thành rất là nhiều ạ. Thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.